Dạ con tên là Thả Như Mèo. À có người yêu chưa? Dạ. Chưa hả? Nhà chúng tôi chỉ tuyển người đã có người yêu thôi. Ủa? Rồi loại. Ủa? Hình như là không thích giới như vậy. Giới thiệu đúng nè tao ra. Giới thiệu đúng với ra. Một nữ nghệ sĩ ít nghèo. Bình giả mà. Mày thử dư. Rồi hại đồng đội ăn cắp giặt. Ăn uống gì hạm đội. Cái gì không được cái gì. Nữ nghệ sĩ Thả Như. Xin mời. Thiệt á, chứ không lẽ giờ mỗi lần cứ ra đây là cái mặt một đống thì review lại 8 lần chương trình này cũng là một cái mặt này đi ra. Tôi bán bánh tò nào quý. Đi tối ngày đi quảng cáo tôi bán bánh tò cho nó. Hôm nay là mặc váy rồi, trang điểm làm tóc rất là nữ tính. Nhưng mà cái này nó không hợp với em. Đẹp. Thấy cũng được mà, tội nghiệp nhỏ. Đúng rồi, cũng đẹp đúng không anh Thần? Không đẹp đâu, nhưng mà ý là... Trời ơi. Dạ. Trời ơi trời. Chào sếp. Ủa? Dạ em chào sếp. Bé thì được nè. Dạ. Bé thì có cái cốt ở đợ nè. Em biết là tại vì đi xin việc mà dàn trai xinh gái đẹp ra em phải tạo điểm nhấn để sếp nhìn thấy em trước tiên. Rồi giới thiệu giờ lý lịch bản thân nè. Dạ con tên là Thả Như Mèo. À, con đến đây để làm cái gì cũng được à. Con có khả năng ăn rất giỏi tất cả các món ăn à. À có người yêu chưa? Dạ. Chưa hả? Nhà chúng tôi chỉ tuyển người đã có người yêu thôi. Ủa? Rồi loại. Ủa? Vậy có cùng anh tuyển gì vậy? Anh tự làm luôn rồi. À tôi có cần tuyển một cô gọi là Lễ Tân. Lễ Tân. Đó. Đẹp. 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 Đẹp à. Nhưng không bài à. Xin chào đón hai vị đội trưởng ngày hôm nay. Một cái tên mà rất rất là quen thuộc trong giới mộ điệu. Mộ điệu gì? Mộ điệu gì mới được? Mộ điệu bất động sản. Kinh doanh, sĩ và lẻ. Cô gái này thì mình danh là cô gái của làng kim cương. Bởi vì mỗi lần cô ấy xuất hiện là cục kim cương càng bự. Ngày xưa khi em mới làm nghề, cô ấy chỉ đeo một cục kim cương tầm khoảng 1,2 carat thôi. Bây giờ cục kim cương bự bằng cái đầu rồi. 5 carat rồi. Bằng cái đầu đúng rồi. Vậy sao đeo cục kim cương bự bằng cái đầu sao đeo? Đây, 5 carat rất giàu nha. Đi hát và đi diễn vì đam mê thôi. Không lấy tiền, không đúng lấy cà xê. Mà giờ gạo nhìn đây là cô ấy còn chuyển sang là buôn bán bánh ngọt, bánh bò, bánh tiêu. Trời ơi, đã giàu mà sao làm nhiều quá vậy? Và một chàng trai thứ hai là một anh chàng võ sĩ. Wow. Boxing, MMA. Anh có giới thiệu lộn chương trình không sao ngày hôm nay mấy khách mời của mình toàn là kinh doanh rồi cái gì rồi võ sư đâu vậy anh? Nhưng mà họ là những diễn viên luôn. Đa năng. Đa năng, họ rất đa năng. Xin được trân trọng giới thiệu hai đội trưởng ngày hôm nay. Đầu tiên là chị diễn viên, doanh nhân, bán sĩ lẻ dừa bánh bò của Sài Gòn, chị Thả Như. Thiệt á, chứ không lẽ giờ mỗi lần cứ ra đây là cái mặt một đống thì review lại 8 lần chương trình này cũng là một cái mặt này đi ra. Tôi bán bánh tò nào quý. Đi tối ngày đi quảng cáo tôi bán bánh tò cho nó. Bạn Huy thích ăn bánh bò, bạn Mèo ship cho bạn Huy mà giờ đi đồn bán bánh bò. Giờ tất cả mọi người inbox kiếm bánh bò tôi ở đâu ra. Thật sự là Mèo rất luôn luôn dành cái tình yêu dành cho âm nhạc. Âm nhạc. Và mong men hát cách đây cũng phải 12 năm rồi. Wow, nhưng mà rất là bất ngờ nha. Thế tại sự? Vì những lần trước á, tại vì Mèo có thi rồi, cũng hát rồi. Nhưng mà không ngờ là khi mà Mèo xuất hiện với tư cách một ca sĩ chuyên nghiệp mới hát má hú luôn á. Ê, ca sĩ chuyên nghiệp hồi nào sao mày lúc nào mày cũng đồn mà bay mã trước. Trời ơi, đó là ca sĩ đồn như để lỡ người ta muốn à, đúng rồi. À, và một lần nữa ca sĩ chuyên nghiệp Thả Như xin gửi lời chào đến tất cả quý vị ạ. Vỗ tay. Không, gọi này cho em có hậu kỳ làm tiếng vỗ tay vô ok lắm. Bỏ thì quê quá, quê luôn nó thật sự. Mèo đúng là thiệt. Một điểm nổi nhấn bật, của chương trình, một điểm nhấn của chương trình Mầm Non Âm Nhạc. Mèo lông đen. Cái gì? Tại vì đen không, mình chỉ trắng bóc, nổi bật giữa đám đông. Mèo là quan giữa đám đông. Nhưng một mình lại không. Không. Cố tỏ ra là mình mèo. Mình ổn nhưng xung quanh mọi thứ nước mắt là biển rộng. Chắc là cà rít buồn tụi mình lắm luôn. Lỡ cà rít đi. Em sẽ đón chào đầu tiên là một nữ một nhân. Người, nữ doanh nhân, một MC, một nữ diễn viên. Mà được biết là chị ấy là một trong những
nữ nghệ sĩ có điều kiện nhất showbiz. Wow. Rất giàu có. Ví dụ như chúng ta có thể thấy là chúng ta xây nhà, chúng ta xây phòng để ở, để ngủ. Ấy xây phòng để đựng đồ. Đồ hiệu. Chính xác là như vậy. Đó, dạ. Chúng tôi xin mời ra sân khấu ở đây nữ MC, ca sĩ, diễn viên Khả Như. Hình như là đi về luôn rồi. Đi về luôn rồi. Hình như là không thích. Hình như là không thích giới thiệu đúng đi, tao ra giới thiệu đúng mới ra. Anh vừa biết được cái tính của người nghệ sĩ này là không thích phô trương, phải giới thiệu cô ấy mà dạng như đặc biệt một tí xíu. Và thưa quý vị, một nữ nghệ sĩ nghèo bừng giả mang mà ở dơ rồi hại đồng đội, ăn cắp giặt, ăn uống như hạm đội. Cái gì không được, cái gì diễn mất nét. Nope. Anh ơi, trước anh ơi, anh ơi à? Coi chừng lát nữa ta ra tao quýnh anh á. Anh nói tránh. Nói dạ. Tránh, nói tránh chứ không phải là nói xấu. À, nói chung là một người nghệ sĩ không có gì để giới thiệu hết. Bình thường thôi, bình thường cho mọi người nè. Nữ nghệ sĩ Khả Như. Xin mời. Nè, chơi game không quạo. Thật sự đến với chương trình với cái tinh thần vui vẻ không quạo. Mà tới đây cọc quá rồi. Nãy giờ biết sao chị lâu không? Tại sao trong chị... đó chị kiếm cái búa. Chị kiếm cái gì đó chị gõ. Gõ vô cái mỏ của em đó Quy. Còn bé này là phải gõ vô cái mỏ ác cho nó lung linh thần kinh luôn. Ủa sao hai đứa em có vấn đề vậy chị? Quy em biết sao không? Em giới thiệu chị hai đứa kiểu mà giới thiệu chị là doanh nhân thành đạt rồi đó. Điếc người ta tưởng chị nghỉ đi quay. Cái không ai bút chị đi phim hết á. Ừ. Cái chị ở nhà hoài, từ ngày này qua ngày kia một tay, nhờ hai đứa đó. Nói chung là ngày hôm nay là có chị Khả Như tới đem vui lắm. Không, chị không có vui mấy. Em thái độ em không vui. À đây, em sẽ giới thiệu lại chị đàng hoàng một cách gọi là nghiêm túc nè. Đúng rồi. Và thưa quý vị, một lần nữa chúng ta hãy cùng nhau chào đón nữ doanh nhân trẻ Khả Như. Mấy nghe này giới thiệu khách mời tiếp theo đi. Em làm gì vậy? Dạ. Làm gì vậy? Hoa hậu thân thiện. Trời ơi. Ủa anh sao vậy? Dạo này em là hình tượng ngọc nữ mà. Trời ơi, ngọc nữ gì mà đen thui nguyên con vậy chị? Kêu là ác nữ đó em. Ủa anh ơi, ngọc nữ được mặc đồ này mà sao vậy anh Thành? Em ơi, cái bộ đồ này của em anh cảm giác như là đi ngang qua ghẹo ai nắm áo rồi kéo xuống vậy đó. Áo hở. Ừ. Tội nghiệp con bé quá. Chủ nợ xé đồ em hả? Thật sự là em có vấn đề khó khăn đó nên bây giờ em đến chương trình, em hy vọng là một trong hai anh có giúp em có tiền em về em trang trải. Cái vấn đề là có anh nào muốn chọn em về đội nhà mình không đây nè? Ờ em sợ. Ủa có trường hợp không chọn luôn hả? Không có nhiều khi có cái huông á, cái huông mắc nợ đấy. Chị về cái độ đó là cái độ đó mắc nợ luôn đó. À là kỳ luôn. Cái đó thì không sao đâu, cái đó mình giải quyết được. Nhưng mà quan trọng là hôm nay á, thấy Khả Như á, đi làm chung mình diễn chung thấy như là man lắm, đàn ông lắm, nhưng mà hôm nay là rất là nữ tính. Vậy là bữa nay em giả gái thành công rồi. Thiệt, hôm nay là mặc váy rồi trang điểm làm tóc rất là nữ tính, nhưng mà cái này nó không hợp với em. Thiệt. Thấy cũng được mà, tội nghiệp nhỏ. Đúng rồi, cũng đẹp đúng không anh Thành? Không đẹp đâu, nhưng mà ý là anh Thành. Ok. Sao em? Anh giới thiệu lẹ đi cho em chủ ngồi. Bây giờ nè, hai bạn ở dưới có muốn mời ai về nhà mình không? Em thì em cũng không biết nữa, tại ai cũng là em trong nghề, ai cũng dễ thương, ai cũng lanh lợi hết trơn. Em cứ Thành là có ý là tại vì đất là anh em làm việc chung nhau nhiều, mình đổi hai khách mời khác được không? Đúng không? Để mình dễ chọn chứ. Ai lo biết không? Tại vì tại bình thường là có Trấn Thành, là có Trường Giang, bây giờ thêm Quỳnh Lập, Khả Như, một lát không biết ca sĩ là ai nữa. Chương trình là đi tìm khoảng lặng. Không, anh nghĩ là bây giờ Khả Như đang chọn hình tượng ngọc nữ. Dạ. Chắc lát Như nó chỉ ngồi và cười thôi chứ không nói một câu nào đâu. Đúng không rồi. Như em, chỉ em đang nói mà. Đó em đang nói đó nha, cười thôi. Thôi thôi em nói cho mình Lập nói thôi đủ mệt rồi, nói coi cưng. Hay là bây giờ em với chị thành lập một cái nhóm thứ ba đi. Đúng rồi, mình nói đâu đây nè. Hai đứa ra ngoài cửa đi. Chơi hai đứa ra ngoài cửa chơi nha. Nhà người ta ở đây ba mùa rồi, bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng rồi, tự nhiên hai đứa đâu sấn sổ vô rồi mở nhà đây vậy? Ủa, tự nhiên chứ giờ sao giờ về hai đội cũng không được. Không Lập ơi, bây giờ em làm một cái đội riêng cũng không được. Em phải tự tin
người ta từ chối Khả Như thôi chứ chưa chắc gì từ chối em, hiểu không? Thường theo phong thủy đó Như, em phải ngồi bên đây Như ơi. Ừ, chỗ đó của ca sĩ em. Ủa, em hát cũng được, em nhảy cũng được mà. Và người ta mời em tới đây để nói chứ không phải mời em tới đây để hát. Không phải chị, cái vấn đề là cái khả năng mình làm gì thì người ta biết rồi, vấn đề đây là biết điều thôi. À rồi, ok, chị biết điều rồi.